Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay mình sẽ chơi tiếp Minecraft thời đại siêu anh hùng. Ở tập trước thì anh hùng đâu chưa thấy, nhưng mà mình thấy ăn hành rồi đó các bạn. Ăn một rổ hành luôn. Nhưng mà tới sau cùng thì cũng hên á, mình tìm được một cái chòi của một người phù thủy. Nhưng mà nó hơi bé, thành thử ra là mình đã mở rộng cho nó trong thời gian với hai tập. Thế nhưng mà sau khi mở rộng thì người phù thủy đó lại bỏ nhà ra đi rồi, không nói lời từ biệt luôn. Bạn với chả bè, chắc là chê mình yếu quá hay gì rồi đó. Thôi đợi đi, ít hôm tôi mạnh quay về, lúc đó không cho vô đâu, đóng cửa luôn. Rồi bây giờ thì mình sẽ làm một ít cái đồ lặt vặt, mình nghĩ là nó sẽ cần thiết trong ngày hôm nay các bạn ạ. Tại vì dự tính là mình sẽ thực hiện một cái thí nghiệm, dù sao thì hôm nay mục tiêu mình đề ra là sẽ trở thành một siêu anh hùng ha. Và siêu anh hùng đó là gì thì một xíu mình sẽ tiết lộ. Còn bây giờ thì để mình chuẩn bị một cái ống huyết thanh đi. Ừ, cái ống huyết thanh này thì hiện tại nó chưa hoàn chỉnh lắm, nó mới cái ống huyết thanh rỗng rồi các bạn. Cho nên là bây giờ mình phải làm sao để có huyết thanh cho vô trong này nè. Nhưng mà trước hết thì mình cần phải có một cái lỗ máu trước cái đó. Ấy da, trời ơi, né rồi mà nó vẫn bắn trúng được con này. Đi chỗ khác liền, gõ đầu nó liền. À đúng rồi, hôm qua mình cũng có săn được một vài cái con đầu đỏ đầu vàng. Đúng rồi ha. Đây, ngon luôn. Mấy cái đầu đỏ đầu vàng Essen này á cũng làm được đồ nha các bạn ơi. Mình sẽ đổi ra que trước nè. Rồi từ que mình sẽ chế tạo thành Fire Spear. Đây, cái này chỉ có 20 đam thôi đúng không? Rồi khi mà mình dùng cái Lightning Essen thì mình sẽ làm được Lightning Sword. Cái này cũng có 20 đam. Nhưng mà khi kết hợp hai cái vũ khí này lại và thêm cái que đó, mình sẽ tạo ra vũ khí 75 đam. Vô, nó còn mạnh hơn cái chày mà hồng lè hồng lét của mình nè. Trời, được ấy chứ. Ok luôn, có thêm vũ khí mới các bạn ơi. Ngon. Bây giờ thì sách mong đi tìm một ít cụ bò thôi các bạn ạ. Mình nghĩ là mình sẽ cần cụ bò trong ngày hôm nay đó, để chúng ta xin một ít blood của em ha. Mình nhớ là bên này có bò hay sao nè. Đúng không ta? Ê, ai nhờ. Tình hình là nhà mình bây giờ đang thiếu vắng một người các bạn ơi. Tình cờ ở đây có một bạn nữ. Úi, có bò kìa. Đã, có lấy ha. Bạn nữ này, trời, bạn nữ này 478 máu. Còn nhiều máu hơn mình nữa. Wow. Nhất định khi nào mình mạnh mình sẽ dẫn bạn nữ này về. Ê, đằng kia còn bạn nữa cơ. Rồi bạn đó đứng chỗ lạnh giá vậy, chắc cũng còn một cái nơi ấm áp đó các bạn à. Không sao, mình ngủ ở ngoài cũng được, cho hai bạn nữ kia ngủ trong giường ha. Ui, ở đây có lucky block. Đập thử ơi. Gì đây? Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái ống huyết thanh này. Đó, mình massage cho em bò cái ha. Là em sẽ cho mình một ít cái blood liền. Ô, đằng này thêm một cái lucky block nữa kìa. Ngon vậy. Còn bò nào khác không? Hết bò ấy. Xin em này miếng nữa đi. Rồi, giờ thì đập nốt Lucky Block rồi chúng ta đi về ha. Đây là quặng. À, quặng than. Yêu. Tưởng đâu quặng gì không chứ. Rồi, và bây giờ thì mình đã có được những cái lọ máu cơ bản. Nhưng mà để mình làm được cái thí nghiệm này thì mình lại cần có những cái lọ máu nó bị nhiễm phóng xạ cơ. Vấn đề là nằm ở chỗ đó các bạn ạ. Thế nên là bây giờ mình sẽ cần phải đi tìm những cái khói phóng xạ cái đó. Mà muốn tìm khói đó thì bắt buộc mình phải đi mai rồi đó. Cho nên là việc tiếp theo mình cần làm đó chính là có một cái chuyến đi mai ha. Nhưng mà không phải đi chỗ này đâu các bạn ơi. Chỗ đó nguy hiểm quá, với lại xui á. Hôm qua mình trắng tay chỗ đó rồi, nên là không muốn xuống chỗ xui xẻo đó nữa. Và để cho chuyến đi này nó an toàn hơn thì có thể là mình sẽ lấy sắt, rồi chúng ta làm một cái quần sắt ha. Cái quần da mình nó gắt dữ lắm rồi, dục luôn. Mặc quần sắt mới đi. Đó. Rồi, có quần mới tự tin rồi ha. Đi thôi các bạn ơi. À, sẵn tiện khoe với các bạn bốn cái cây mình mới trồng á. Chỗ này thì lên núi chặt cây khá là nguy hiểm các bạn. Nó gình gình á, nên là thôi, mình trồng ở trước nhà luôn đi, sẵn tiện trang trí luôn. Sắp tới thì mình còn xây nhiều cái xung quanh chỗ này để phục vụ và công cuộc trở thành siêu anh hùng của mình lắm á. Ồ. Nhưng mà khoan các bạn ơi. Cái nhóc rồng trên đó nhìn có vẻ nguy hiểm quá à. 1000 máu lận.
Ừ, nhưng mà bữa giờ mình lại gần á, mình không thấy nhóc rồng này tấn công nha. Alo. Ê, không tấn công hả? Ồ, cái nhóc rồng này không tấn công mình các bạn ơi. Alo, alo. Ê, không tấn công thiệt nè. Wow. Ê, mình còn leo lên lưng nhóc rồng này được. Ôi trời ơi, trái bơm. Oh my gosh. Ở dưới là một trái bơm chả bá lửa kìa các bạn ơi. Oh no 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 no, đáp 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 đáp. Đáp xuống đây. Ai, gọi luôn rồi, mình không có đáp được các bạn ơi, nhóc này không cho mình đáp rồi. Thả 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 đi. Đây có nước, đây có nước nè. Nhảy luôn. Trời ơi. Tính nhảy ngay chỗ nước nhưng mà thôi nhảy đây cho gần. Cưỡi cái nhóc rộng này được các bạn ơi. Wow. Được nha, vậy là mai mốt xung quanh đây mình sẽ có rất là nhiều người bạn rồng này cho mình cưỡi luôn á. Quá đã các bạn à. Ngon. Còn bên đây là cái trái bơm nhìn nguy hiểm như trời. Nó cắm xuống đất rồi, không biết khi nào nó nổ đây. Ê, có khi nào mình lại gần nổ không ta? Ê, nó không nổ. Ê, đừng 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 có đụng, trời trời trời, trời bơm mà đụng đụng nó làm cái ình một cái là xong luôn á. Ủa hay là mình làm cái nút mình bấm nút nè cho nó nổ. Ồ lộn. Ừ quên ta, sao mình làm gì được. Lỡ nó nổ thiệt là sao. Thôi thôi thôi, bỏ 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 ý tưởng đó đi. Rồi nhưng mà nó nguy hiểm quá các bạn ơi, mình sợ một ngày nào đó nó sẽ nổ á. Ấy, ở đây có cái hang luôn cả. Ở đâu rồi? Ồ được ấy, chắc là mình sẽ xuống cái hang đó ha. Nhưng mà trước đó thì để mình đi qua đây, mình thấy có một cái khối Lucky Block này nè nè nè, nó đây nè các bạn. Rồi đập thử coi. Wow. Lucky Block cho mình áo giáp kim cương. Trời ơi. Rồi, có áo ngon nè. Giờ thì đi mai hơi bị tự tin nha. Đây đây đây. Có thang nè, lấy thang trước đi. Tại mình đào quặng thì cũng sẽ cần thang để nó quặng ra. Ủa đây là quặng gì vậy? Titanium. Ok. Trong này thì sao? Yêu trong này hết rồi. Ủa? Ôi nhưng mà ở phía dưới nó có công trình hay sao các bạn ơi. Mình nhìn trên bản đồ nhỏ mình thấy chi chít đường luôn. Wow, một con này cục gì nữa nhỉ? CV bơ. Quay quay quay. Được đó nha, mấy cái quặng này mình cứ lấy trước đi. Sau này có thể là mình sẽ triệu hồi nó ra đó. Đó là những cái quặng triệu hồi quái vật đó các bạn ạ. Rồi, giờ thì đào sâu xuống phía dưới khám phá thử ha. Sẵn tiện thì mình cũng đang cần đào một cái đường đi xuống thật là sâu và đi tìm cái quặng nhiễm phóng xạ các bạn. Thường thì cái quặng đó sẽ ở đâu đó gần gần nhung nha mấy. Thường là vậy ha. Đây có quặng gì nữa nè. Đó là titanium khác các bạn ơi. Trong này nói chung là có rất là nhiều loại titanium luôn á. Nhưng mà chỉ có một vài loại là cần thiết thôi. Nên là cái nào mà ok thì mình đào ha. Còn không ấy thì mình bỏ qua cũng được. Dưới này khu mỏ à? Ôi nó còn ngay một cái khu mỏ. Quái vật đầu đỏ. Con này. Con này lúc đầu là nó khịa mình hơi nhiều. Giờ là một chặt luôn. Trời ơi cái kiếm này đúng ảo luôn á. Ở đây. Con này cũng một chặt luôn. Ui có spawner luôn nè các bạn ơi. Mấy con này là bây giờ mình có thể một chặt nó hết rồi ha. Ui trời cái gì á. Lucky Multiple Egg. What? Một cái áo trái tim gì cơ. The hell. Ồ bên này thì có Thunder Step. Gậy sấm sét các bạn ơi. Một cái ổng mới. Mà mình có ổng kim cương. Ui coi chừng coi chừng. Đập spawner đi. Kẻo đêm dài lắm mộng các bạn ơi. Vào cũng được á, cũng được á. Test Thunder Step thử coi. Yo, cái Thunder Step này á có vẻ khá là bá đạo các bạn ạ. À. Đó, bây giờ thì tiếp tục thôi. Lấy thêm khoáng sản nè. Ủa, Ngọc Lục Bảo. À không, đó là cái quặng gì á. Chứ không phải Ngọc Lục Bảo các bạn ơi. Nó giống Ngọc Lục Bảo thôi. Nhưng mà nó là Green Garnet Gem. Nhiều cái này thì không cần thiết cho mình lắm. Ui dạ, trời ơi, bị con nhện nó cắn cái nữa. Trước mặt mình là một cái động bàn tơ các bạn ơi. Đập lẹ, đập lẹ. Không thôi, hồi nó đẻ ra cái đống nhện. No, 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 no. Mới nói. Ui, nó rơi ra cọng chỉ đỏ luôn. Wow, ngon á. Hướng này thì có vẻ là con xuống nó gần sẵn kìa. Trời ơi dính cái độc của con nhện đó là mình đuối ghê luôn á. Có nên ăn trái táo không ta? Mình đang tính để dành táo cho những trường hợp cấp bách các bạn ạ. Lại là Lightning Stone Ingot nè.
Ngon, nãy giờ mình đào được 5 cái ingot rồi các bạn ơi. Ý, tiếp tục là một cái xe mỏ khác. Ờ, nhưng mà cái xe mỏ trong đây nó không được giàu cho lắm các bạn à. Mình thấy vậy á. Hai cái xe mỏ mà cho toàn là đồ gì đâu không mà. Tu thiệt chứ. Ừ, mà giờ mới nhớ ta. Ví dụ mà mình gặp cái quặng nhiễm phóng xạ thì mình cũng đâu có cầm trên người được. Tại nó nhiễm phóng xạ mà, mình cầm thì mình sẽ bị nhiễm phóng xạ liền. Thế nên là rất là nguy hiểm luôn các bạn ơi. Thành thử ra là chắc là... Tội. Thanh niên Út Cờ này làm gì xung vậy? Thành thứ ra là mình sẽ chắc lên trên á, rồi chúng ta chế tạo một cái ba lô đi ha. Để có gì mình chứa quặng phóng xạ chứ. Nãy đi mình gấp quá mình quên chuẩn bị trước. Này thì Út Cờ nè, đi chỗ khác liền. Wow, và cái quặng vàng vàng nãy mình đào là uranium các bạn ơi. Vô cái quặng đó sau này sẽ còn đó nha. Úi, tiếp tục là lightning stone đó nè. Im, đào tiếp. Rồi cái hang này có vẻ là nhiều lightning stone đó nha. Được ấy, được ấy. Chỗ này thì sao? Ô, có quặng mới. Đây là quặng tungsten thì phải. Chính xác luôn, nó là tungsten các bạn ơi. Hướng này thì kim cương. Oh, kim cương real các bạn ơi. Hàng thiệt, hàng thiệt. Được 4 quặng. Yay. Đấy rồi, cuối cùng chúng ta cũng đã tìm được kim cương rồi. Quá đã luôn. Kế bên đây mình nghe tiếng nhung nham lọc bọc nữa nè. Ôi trời, cái gì mới nổ trên nó vậy? Ê, đừng nói cháy bơm trên nó nổ rồi nha. Ê. Tiếp tục là kim cương các bạn ơi. Wow. Ê, ở đây còn có quặng khác nữa nè. Hồi nãy là mình đào được uranium rồi đúng không? Vậy đây sẽ là titanium chắc. Chính xác rồi các bạn ơi. Cũng là một loại titanium khác nữa. Nói chung thì các bạn cũng thấy rồi đó. Cực kỳ đa dạng titanium ở trong thế giới siêu anh hùng luôn. Mà mỗi loại thì nó sẽ có những cái công dụng khác nhau á. Nên là cái nào mà hữu dụng nhất thì chúng ta ưu tiên lấy ha. Kim cương này chắc chắn là mình không bỏ được rồi. Đợi mình xíu, cẩn thận vẫn là trên hết các bạn ơi. Mấy đây? Hồi nãy 4 rồi. Ô, giờ tiếp tục là 4 kim cương. Chúng ta đã được 8 kim cương rồi. Để mình qua bên đây coi thử coi. Còn gì khác không? Ui, một cái hang khác nữa. Đây rồi. Cái khói mà chúng ta đứng lên mắc máu do nhiễm phóng xạ này các bạn. Là nó nè. Mình đã tìm được rồi. Yay. Nhưng mà bây giờ muốn giữ nó trong người cũng hơi mệt ấy. Mình sẽ thử nha. Coi coi cầm khói này lên trên nổi không. Mình sẽ vứt bớt hai khúc xương đi. Ok. Trời trời trời, nó mất máu nhiều lắm các bạn ơi. Ui kìa kìa, còn khói phóng xạ khác nữa cơ. Không được đâu, không được đâu. Mình cầm lên trên là ha, lật gọng á, không nổi, không nổi. Ui dù. Vậy là bắt buộc mình sẽ trở lên trên rồi chúng ta làm một cái ba lô á các bạn à. Phải chịu thôi, biết sao giờ. Tại mình chưa đủ trình cầm cái khói đó. Ok, quay trở lên trên và làm một cái ba lô thôi. À, mà bạn nào có nhu cầu mạc Roblox, Lovroot hay là Unity Lab thì có thể gửi vào shop của Lập nha. Link shop ở dưới phần bình luận của video. Giờ mới để ý ta. Kế cái chỗ này có một cái khu mỏ nè. Thẳng tiện ghé vô coi thử coi. Ồ, nó có ít sắt các bạn ơi. Cũng như là những cái rương khá là bình thường á. Không có gì đặc sắc hết. Ở dưới hình như cũng còn một cái rương nữa thì phải. Ôi chuẩn luôn. Mình sẽ coi thử coi. Lại là cái trứng rất là lè lè các bạn. Cái trứng này có tên là Lucky Boss. Ui, Boss may mắn hả? Thì thiệt không vậy? Sao mình nghi nó bịp mình quá các bạn ơi. Nghi lắm luôn á. Phải may mắn không? Mình thử coi. Hy vọng là may mắn. Ây da. Ui da. Nó triệu hồi ra một cái con khủng long các bạn ơi. T-Rex. Yêu. Ừ, mất máu đi, vừa lắm, vừa lắm. Mình sẽ giữ khoảng cách với nó. Gọi đánh cho nó dính vết tường luôn các bạn ơi. Ui, nguy hiểm quá à, nó cắn cái là nửa cái máu các bạn ơi. Ui da. Sao vậy? Mình muốn đánh nó. Nhưng mà góc này không đánh được rồi. Có vậy? Lại gần thì mình sợ nó cạp vô giò mình. Nãy bị cạm cái rồi. Tí nữa thì hẹo các bạn.
ở đây góc này đánh được. Yeah. Hả, được con T-Rex đó rồi. Cũng ok. Trời, T-Rex mà rơi ra thịt bò à? Không hiểu. Rồi, mình sẽ coi coi nó còn rơi ra Titanium Nugget nữa các bạn à. Ngon. Ngoài ra cũng có Uranium Nugget nữa ha. Khá là ok đó. Ê, được được các bạn ơi, cái này trong khả năng mình. Mấy con đó thì mình xài trích lỏ mình tiêu diệt được. Nhưng cái con tiếp theo mình triệu hồi là một con Kraken thì phải. Quái vật cực mạnh. Ê, Kraken kìa. Ui. Trời ơi, nó là siêu mẫu chân dài hay gì vậy? Ê, ê, ê. Bình tĩnh nhanh đi. Chui vô lại. Ê, nó gần mình rồi. Ôi, xong rồi. Nó biến mất rồi, nó biến mất. Ê, chưa. Ây vô. Con quái vật Kraken này nó khủng quá các bạn ơi. Nó ngoài sức của mình rồi. Chạy kìa ta. Không được, cái nhà mình chưa có lợp cái nóc. Về nhà cũng như không à. Ê, đây. Chạy ra hướng này, Đừng có nhìn nó, Không nhìn là không sợ, Đừng quay lưng lại. Ok, thành công. Trời ơi, triệu hồi nó một cái là bão tố đùng đùng luôn các bạn ơi. Là đủ hiểu rồi ha. Con đó nó hơi bị khủng đấy. Giờ chỉ mong là nó đừng có qua đây thôi các bạn ơi. Ủa sao cái cây mình tự nhiên ai chặt ở đây vậy? Hả? Ê, có điểm vậy? What the hell? Cái gì? Ủa, cái rương mình đâu rồi? Ủa, cái vách tường mình nè đâu rồi? Ủa, cái nhà mình kỳ vậy? Ê! Hình như con Kraken nó mới đi ngang đây các bạn ơi. Thánh thần ơi, cái nhà của mình mất luôn rồi, cái rương của mình mất luôn rồi. No. Cái con báo kia, báo thủ kia. Trả nhà cho ta. Trời ơi, kỳ cục đi trời. Hèn gì các bạn thấy không, cái cây này nó bị mất một vài block nè. Thiệt tình. Ui. Ui luôn. Còn Ripper ám sát nữa. Không ổn rồi, hôm nay là một ngày tưởng chừng là may mắn của mình, nhưng không các bạn ơi. Không may mắn đâu. Đó chỉ là bề nổi thôi, bây giờ mới tới bề chìm nè. Tại sao toàn là chuyện xui rủi ập tới mình không vậy? Mình có vẻ là siêu anh hùng nhỏ rồi. Cay thật. Ok, trời quang mây tạnh rồi các bạn ơi. Con đó đi qua nơi ở của mình giờ chỉ còn là dĩ vãng thôi. Còn đâu cái nhà mới mở rộng ra luôn á trời. Đi xong rồi nó ruộng cái rương mình đi luôn nữa chứ. Ghét thấy ớn không? Cay ghê á. Mà cũng tại mình nghịch nữa. Nãy ấy biểu triệu hồi nó anh chị. Tính ra là không ngờ được luôn các bạn à. Tưởng đâu mấy con như là con T-Rex đó thì mình lo được. Chứ cỡ con Kraken đó thì thôi. Giờ ra là thành bữa trưa cho nó luôn á. Ok, giờ thì mình cũng đã cấp bớt đồ rồi. Chắc là bây giờ mình sẽ đi lấy một ít da bò đi ha. Ừ, mà da bò thì chắc chắn là phải đi săn bò rồi đó. Qua đây kiếm bò lại coi. Hồi nãy có vẻ là mình chưa xin em cái da đúng không? Giờ mình xin một ít da bò đi ha. Hy vọng là có. Mình sẽ cần ít nhất đâu đó là cỡ... nếu mà tính sơ qua là cỡ 4 cái da bò đó các bạn ạ. Để xem nè. Hồi đây, nhóc đầu tiên đã rơi ra da bò luôn. 2 miếng. Quá đã, mình cần 2 miếng nữa thôi. Không có. Ui, bò leo cây. Ê, xuống em ơi. Đừng để anh phải dùng sấm sét nha. Mình có cái gậy sấm sét các bạn. Đây. Có vẻ lần này là 2 miếng luôn. Quá đã ha. Rồi, đủ chi tiêu rồi. Giờ mình lội ngang cái khúc sông này kiếm ít cát nữa. Mang về nấu lên các bạn. Cái rương nãy chứa cát của mình á. Bị cái thanh niên Kraken kia lụm đi luôn rồi. Giờ bắt mình phải đào ít cát mang về nè. Ai nói mình phèn thì mình chịu chứ bây giờ cái rương mà chứa đồ xịn á mình cất ở dưới các bạn ơi. Đó,
Đấy, nhìn phèn phèn xíu đi. Mà ít ra mình cất được kim cương ha. À đâu, bây giờ mình sẽ lấy 7 viên kim cương ra. Mình làm cái quần đi. À, có quần kim cương mặc đâu chứ. Dục luôn cái quần sắt. Dục luôn. Mặc quần mới vô. Ngon, ngon, ngon. À, ngoài ra thì mình cũng cất Lightning Stone đồ vô nè. Mấy cái quặng ok ha. Còn cái Hurtsby này á, thì hiện tại mình chưa có biết dùng nó làm sao á. Mình thấy nó gắn vô cái áo các bạn ơi. Nhiều khả năng là nó sẽ ép chung với cái áo thì phải. Không biết có đúng hay không. Không đúng. Chắc là nó sẽ có một cái công dụng riêng gì đó. Mình thấy là nó cộng cho mình máu nha. Một cái như vậy là nó sẽ cộng cho mình tới 2.5 máu nè. Chắc là nên giữ ha. Cho nó vô rương đi. Rồi bên này thì thủy tinh cũng đã nấu xong rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ kết hợp nó với một ít sắt để tạo thành backpack tăng ha. Hai cái thùng hai bên của ba lô ấy các bạn. Hình như mình còn thiếu vàng thì phải. Ui thôi xong rồi. Hình như mình không có vàng các bạn ơi. À đây đây, hên quá. Có 3 quặng vàng ở trong cái rương hồi nãy. Mình mới mang quặng về các bạn. Đỡ nha, tưởng nó không có vàng là mệt nữa. Mất đi đào vàng nữa. Ok, giờ thì đợi cho nó nấu vàng ra thôi. Mình chỉ cần một phôi vàng duy nhất ha. Kế đến thì mình sẽ dùng chỉ để chúng ta tạo ra len. Đây, mình sẽ cần có 3 cục. Đây, thứ ngữ nè. Rồi đó, bây giờ mới đủ nè. Tèn tèn, chúng ta sẽ có cái ba lô đi khám phá các bạn ơi. Đó, nó chứa cũng khá là nhiều đồ nha. Bây giờ thì mình có thể tự tin đi lấy cái quặng nhiễm phóng xạ về rồi. Ui, cái cây này nó cũng rớt mầm cây xuống nè. Kêu như mà có 3 mầm gì trời, không được 4 mầm nữa. Đó các bạn thấy không, mình đúng xui luôn á. Hồi nãy đi qua mình bỏ sót cái quặng titanium này nè. Giờ quay lại mới phát hiện các bạn ơi. Đó, quặng này nữa. Chào luôn. Ồ, trong này còn có sắt với cả là cái này là quặng bao sai thì phải. Chính xác rồi. Đậm luôn ha. Đó, nhờ quay trở lại đó. Rồi, cái khói nhiễm phóng xạ đầy đầy nó đây các bạn ơi. Đào nó cái một thôi. Bây giờ thì chuẩn bị lấy ba lô nè. Ui da, trời. Ui da. Hơi thốn nha. Rồi, cất nó vô. Ở đây còn cái nữa. Đào nốt luôn đi ha. Rồi, cho nó vô tiếp. Được 2 cục. Khá ngon. Ở đây thì có thêm uranium nữa nè. Lấy luôn. Sau đó thì xách ba lô và đi thôi các bạn ơi. Redstone nữa. Lấy. Còn gì khác không? Nhìn trên bản đồ thì có vẻ là... Ồ, trong kia còn đường kìa. Được cái ta. Mình nghi là trong này có kim cương lắm. Đi thử ha. Biết đâu bất ngờ. Ủa? Yêu. Cái này chả có kim cương các bạn ơi. Nhưng mà nó có mấy cái quặng khác thì cũng ok ha. Ê, có thêm... Ôi. Ê, đừng có rớt xuống dung nham nữa nha. Mình không muốn rớt xuống dung nham thêm một lần nào nữa đâu. Mất đồ đấy. Hoài đi. Hên là mình xử lý kịp các bạn ơi. Cái này quay lại hướng cũ rồi. Ok, giờ thì mình đã có những thứ mình cần á. Nên thôi, chúng ta đi về thôi các bạn, để còn làm thí nghiệm nữa. Mình háo hức làm siêu anh hùng lắm rồi. Về tới nhà thì mình sẽ bắt đầu lấy cái khói nhiễm phóng xạ ra ha. Lên khói thôi. Rồi tốc độ nào. Cho nó vô bản chế tạo. Đó. Rồi mình sẽ kết hợp với cái lọ máu mà hồi nãy mình tìm được. Đấy, giờ thì lọ máu đó đã đổi màu rồi các bạn. Nó trở thành loại máu bị nhiễm phóng xạ. Và mình sẽ kết hợp với cái ống huyết thanh. Vậy là chúng ta đã tạo ra được một cái huyết thanh phóng xạ. Hơi bị nguy hiểm á nha. Và các bạn nghĩ là mình sẽ chích vô người mình đúng không? Nhưng không. Mình sẽ làm cái thí nghiệm này trên một con nhện nhện. Để xem coi, khi mà tiêm cái huyết thanh này vô người con nhện đó thì nó sẽ đột biến như thế nào ha. Nhưng mà gần đây thì hình như mình không thấy nhện các bạn ơi. Còn thấy mấy cái con skeleton cơ mà. Vậy là phải đi tìm con nhện nhện nữa. Căng á. Thôi chịu khó đi. Giờ thì mình cũng tương đối trâu mà. Chắc không sao đâu. Đi ban đêm chắc cũng ổn các bạn ơi. Anh da đen. Enderman các bạn ơi. Bụp ảnh luôn. Một hit một là ảnh lật gọng liền. Được ấy chứ. Yêu nhưng mà ở đây không có nhện nhện rồi. Kỳ ta. Mỗi khi mình thấy nhện ban đêm cũng nhiều mà.
Thiệt luôn, không có một con nhện nhện nào luôn á. Yêu. Mình thử lên cái núi đó coi. Coi trên núi có nhện nhện không. Ê, nhà tôi ai cho vô? Hả? Thanh niên kìa, vô nhà mà xin phép chưa? Ê, gần nhà mình có cái khói Lucky Block nè. Giờ mình mới phát hiện các bạn ạ. Trời ơi, cái này là anh Lucky Block chứ Lucky Block cái gì. Ê, bên này lại có thêm một bạn gái nữa các bạn ơi. Hình như mấy bạn gái xung quanh đây toàn là bị những cái con quái vật nào nó đánh một cái rồi nó chạy hay sao á. Ui ui. Ê, có con dâm bay cái bạn gái nữa kìa. Ui, nhưng mà được á, con dâm bay đó manly đó. Đúng rồi, không được động chạm vô những bạn gái vô tội như vậy. Được đó, mình tha cho nó đi ha. Nhưng mà mình vẫn chưa tìm được nhện các bạn ơi. Yêu, đi hết đêm luôn rồi á. Rồi luôn. Vậy là phải đợi tới ngày hôm sau rồi. The next day. I see you. Ấy rồi các bạn ơi. Cuối cùng cũng có một con nhện nhện nó xuất hiện gần nhà mình rồi. Để mình làm cái cửa cái đó. À, còn gỗ sồi không ta? Ui, hết gỗ sồi rồi. Thôi kệ, làm cửa bằng gỗ vân sam cũng được ha. Hai cái đi. Ok. Đặt xuống. Nhá. Giờ thì mở cửa để đón chào con nhện nhện nó vô nhà mình cái đã. Làm thí nghiệm thầm kín xíu các bạn ơi. Cúp cù cúp cù. Lại đây, đúng rồi con nhện kia. Ê, cắm con xương kia bắn nhện tôi nha. Kiếm nhện vất vả mà bị con xương kia ha. Cá ếch hàng là ha, buồn luôn á. Rồi rồi, vô đây. Ngôi nhà của mình bây giờ là thành phòng thí nghiệm luôn rồi các bạn ơi. Chưa, để mình rào lại cho xong cái đó. Ui, gọi nó vô rồi. Chuẩn bị. Lụi nó. Ui. Nó thành nhện đột biến rồi các bạn ơi. Nhện nhiễm phóng xạ. Ái da. Ui da. Ui no. Mình cần phải hồi phục máu lại. Ui sao ngộ vậy. Bị nó cắn nhưng mà mình chưa có siêu sức mạnh các bạn ơi. Ây. Vậy là phải quay lại cho nó cắn vô mông vài cái nữa rồi. Ủa ngộ vậy. Mình nhớ là người nhện á, chỉ bị con nhện nó cắn một cái nhẹ thôi à. Đã xong mình. Nó cắn bấy nhầy luôn rồi á. Ơi. Ổn vậy hay là phải để cho nó cắn lật gọng luôn ta. Úi da. Úi. Hế. À. Úi đây rồi. Wow. Thì ra phải để cho nó cắn tới mức mà hé nằm chèm bẹp các bạn ơi. Giờ mình đã sở hữu sức mạnh của nhện đột biến rồi nè. Coi cái khả năng nhảy của mình kìa các bạn. Ê, nếu mà nhện nhện thì mình trèo được không? Từ từ. Ôi, mình trèo được luôn nè. Ê da, con xương này. Lại đây. Mình thách nó bắn trúng mình luôn á. Ôi da, trời ơi. Mình thách nhầm con rồi các bạn ơi. Ôi, giữ khoảng cách. Mình cần hồi phục máu lại. Ồ, và bây giờ mình có siêu hồi phục rồi các bạn ơi. Mình hồi phục máu cũng khá là nhanh nha. À, gục luôn con nhện nhiễm phóng xạ kia luôn. Tiếp theo là con xương này. Ây da. Ui da, trời, nó bắn nhanh vậy. Ê, con xương này bắn hơi bị nhanh các bạn ơi. Không ổn rồi. Mình phải lấy lại đồ của mình trước cái đó. Ui da. Rồi. Ta đã trở lại rồi. Áo giáp lên. Tách kiếm lên. Tới công chuyện với nó thôi. Con xương này hả? Trả giá đi. bây giờ mình đã sở hữu sức mạnh của Spider-Man rồi các bạn à. Mình chính thức trở thành lọc người nhện rồi. Ôi. Sao giống người nhím hơn là người nhện ta? Không ra dáng người nhện xíu nào các bạn ơi, giống người nhím hơn á. Nhưng mà không sao. Quan trọng hơn là đó, giờ mình nhảy cao nè. Chuẩn bị nè, con mình trèo tường nha. Trèo tường nè. Trèo tường chu mông ra nhìn thấy ghét thiệt chứ. Rồi con kia định làm gì? Định làm gì hả? Đục một cái dính dách bây giờ. Rồi luôn, không cầm kiếm luôn. Đánh nó dính dách luôn. Không rồi.
tới công chuyện. Một đấm của mình bây giờ tới 10 sát thương lần các bạn. Ui ui, đâu ra nó vậy? What? Đi chỗ khác liền. Thôi, giờ thì chắc chúng ta làm giấc ha. Tại vì sau khi trở thành người nhện thì mình phải ngủ một giấc để sở hữu hoàn toàn cái sức mạnh của người nhện các bạn ha. The next day. Hiện tại mình vẫn chưa có... Ui trời, ui trời. Wow, nhưng mà bây giờ mình chưa có làm quen lắm với cái cách chiến đấu của người nhện các bạn. Yo. Ui, bóng phóng tơ cơ. Khá là thú vị các bạn ơi. Con nào bây giờ nó đứng xa mình thì nó cũng phải lại gần mình thôi. Mình sẽ kéo nó lại bằng tơ của mình đó các bạn. Tới công chuyện luôn. Ngoài bắn tơ ra thì cũng có khá là nhiều đòn khác. Nào là đá lộn của mèo nè. Giơ hai tay ra, chắc là để chụp cái địch đó các bạn. Và chắc chắn không thể thiếu đó chính là khả năng đu bằng tơ các bạn ơi. Úi xa. Ui dồi. Người nhện này lạ quá các bạn ơi. Người nhện đu tơ nhìn không có chuyên nghiệp xíu nào luôn á. Nhưng mà từ từ chắc mình sẽ dần làm quen hơn á. Rồi, còn bây giờ thì để mình chế tạo một cái bộ giáp của người nhện để giống người nhện hơn các bạn ơi. Và để làm được thì trước tiên mình cần phải nung thật là nhiều những cái titanium mà nãy giờ chúng ta đi mai có được nè các bạn. Đó, đã tới lúc để chúng ta cần tới nó rồi đó. Trong lúc chờ đợi thì mình sẽ làm một vài cái rương ha. Đâu đó cỡ 2 cái đi. Rồi thêm một cái bàn chế tạo nè. Gom gom một ít cái titanium đã nấu xong. Rồi chúng ta ghép nó lại thành titanium blade. Yeah. Việc còn lại là lấy nốt những cái titanium cuối cùng. Và chúng ta sẽ tạo thành một cái được gọi là Legacy Workbench. Thứ này sẽ giúp mình có thể shopping được đó các bạn ơi. Mình sẽ đặt kế cái giường ngủ mình đi. Ui dồi. Wow wow. Khá là đẹp đó chứ. Rồi, và khi nhấn vào, đó, chúng ta sẽ thấy được cái chỗ để mình có thể lựa đồ nè các bạn ạ. Và mình là người nhện, thế nên là mình sẽ mua đồ của người nhện ha. Để coi coi bộ nào nhìn đẹp ta. V4 đi. Ok, mình sẽ chọn cái bộ V4 cuối cùng luôn ha. Đó. Yo, cái quần nè và cuối cùng là cái ủng. Trời. Xịn quá các bạn ơi. Rồi mình sẽ mua trước cái nón. Tiếp theo là cái áo. Rồi tới cái quần. Cuối cùng là cái ổng. Rồi xong rồi. Giờ thì mình đã sở hữu full giáp người nhện rồi nè. Mình sẽ thử mặc nó vô ha. Xem thử coi chúng ta sẽ trông như thế nào đây. Sáu muối cuồn cuộn luôn nha. Thích quá à. Rồi rồi, trong cái bộ dạng của người nhện thì mình sẽ bắt đầu. Wow. Ui trời 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 trời. Bị dướng, bị dướng. Dân tơ chưa quen lắm. Có con nhện, có con nhện. Đây rồi, tới lúc thể hiện rồi các bạn ơi. Kéo nó lại. Đục nó thôi. Tiếp theo là bắn tơ nó. Dính cục tơ lên đầu con nhện luôn rồi kìa. Lạy được chứ. Ok. Không thể thiếu là một đòn đá. Bắn tơ thêm cái nữa. Rồi xong. Người nhện thì hơi lõi các bạn ạ. Có vẻ dùng tay không đánh thì vẫn chưa thực sự là quá mạnh á. Nên là ở trạng thái người nhện này, chúng ta nên xài kiếm đi các bạn ơi. Người nhện xài kiếm. Nhưng mà quan trọng là bây giờ mình đã mạnh hơn là được rồi các bạn ạ. Và các bạn thấy bộ giáp người nhện này như thế nào? Mình là thấy cực kỳ what's slash đó. Nhất là cái chỗ sao muối kìa. Cuộn cuộn luôn nha. Và với sức mạnh của người nhện thì liệu rằng trong những ngày tiếp theo Lộc có thể trả thù những cái con đã bán hành trong cái tập trước hay không? Câu trả lời sẽ sớm có ở những tập tiếp theo ha. Và cũng cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Bạn nào có nhu cầu mạc Roblox, Lovefruit hay là Unit Toilet thì có thể ghé vào shop của Lộc ha. Link shop ở dưới phần bình luận của video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những ngày tiếp theo trong hành trình thời đại siêu anh hùng. Bye bye.